Vâng, xin chào các bạn đã đến với series Tán Gái. Tôi là Chủ tạ Đô Chi và hôm nay chúng ta sẽ làm cho nó hơi khác đi một tí. Sài Gòn của tôi đã sẵn sàng chưa nhỉ? Are you ready? Nghe chưa rõ lắm thì phải. Are you ready? Và anh cũng không thể biết em muốn gì. Không thể chia em luôn. Vì bao nhiêu dollar ở trong ví cũng không đủ làm em suy nghĩ. Em bảo em cần hơn tiền và Instagram followers thì Em muốn gì? Em nói đi. Có thể rap nhanh hơn cả Lightning or Queen, nhưng sợ em nghĩ là anh vụ vập nên em sẽ im bằng giọng xin. Em muốn gì? Em nói đi. Nói là khi mình có được nhau đến người nổi tiếng cũng phải nhìn nó từ all like couple like square girl. How about you bling you ring so your style will look better. Hoặc nếu em thích old school để anh dắt em ra chợ cũ. Nhìn 50 cent diện oversize nhìn chúng mình cũng không khác. Anh trông khác xa những đứa bình thường mà em vẫn thấy ở trong trường Garden Candy's Fire Sporting và luôn bắt ở trên đường. Đủ tiền cho em ăn 4 cheese pizza 4 cheese CGV đi xem phim 4D. Chẳng có gì khó khi luôn có người theo. Bao nhiêu thằng đồ đơn mà men như là sánh tay keo. Suốt ngày đáp skirt nhưng không ai thấy sức mạnh anh đang vượt pha trên người. Master Square thôi không thể địch được. Master Chef tôi nấu là tình dược. Tình yêu cầu vòng cùng với lòng đầu giống. Vậy mà sao bao lần tin tưởng và anh vẫn không thể biết em muốn gì. Không thể chia em luôn. Vì bao nhiêu dollars ở trong ví cũng không đủ làm em suy nghĩ. Em bảo em cần hơn tiền và Instagram followers thì Em muốn gì? Em nói đi. Em muốn gì? Em nói đi. Baby girl, cho anh hỏi em đang đi đâu đấy. Em có visa trong ví nên anh thích em đi sao, ok? Hold on. Cái này là hook nha. Baby girl, cho anh hỏi em đang đi đâu đấy. Anh có visa trong ví nên anh thích em đi sao, ok? Hay là mình cứ đi chơi phố lên bà chiếu mua đồ hàng hiệu. Nếu em không cần tiền thì cần em happy bus để em hiểu. Anh là một dân chơi. Baby girl, cho anh hỏi em đang đi đâu đấy. Anh thấy em để tóc blonde, cùng Johnny Molly một dầu thất short jean, Nike shirt. So fresh khi mang theo đôi giày. Em có phải đầu bếp không? Em muốn em thử làm nồi ấy. Anh có thể chơi bần cho em đến 2 giờ sáng. Gu nhạc của chúng mình dùng premium của Spotify người đã. Em nắm thử tay anh nhất. Giờ em thì cứ xem đi. Người ngoài nhìn vào thấy em vì dịch ra tiếng Việt họ ghen tỉ. Anh có tiền và tiếng và cổ cái vai mà các em gái cũng trông mong. Thường anh gây nghiện giống như lời thú vị cũng như lúc nói chuyện với em. Và đi làm của kem, mình cười của em, mình tán em. Giờ mình đi chơi nhé, em ăn bún hay ăn phớt. Trong vì anh còn đô la sai nên em không cần phải chăn trước. Em như cô công chúa nhỏ nhỏ đã sống trong căn phòng cần được giải cứu. Cho anh xin 5 phút lên bàn kiếm anh đi đăng ký làm chủ sở hữu. Baby girl, cho anh hỏi em đang đi đâu đấy. Anh có visa trong ví nên anh thích em đi xa ẩu khách. Hay là mình cứ đi chơi phố lên 3 triệu mua đồ hàng hiệu. Nếu em không cần tiền thì Wow, let's go. Sau đây là bản remix của Tán Gái 606. Biết bao nhiêu thằng ngoài đằng kia là một thứ chỉ để em chú ý. Tốn biết bao nhiêu là thời gian bám em như mấy thằng cu ly. Thế mà em chỉ theo anh là sao nhỉ? Mà không biết là anh vẫn đang có em chờ. Kiếm ở trên visa tài khoản em bị khóa. Nó cứ tưởng em là sao, hóa ra em đang đi chơi thâu với ai. Bỏ về sáng thứ hai rồi em đi Vincom. Lao vào siêu thị giảm cho TV. Nếu Vinmart hôm nay nghỉ thì mình đi sinh con. Trên đây nhầm, xe của anh để ở gần tầng hầm. Mình phóng ra phần đêm bởi trần nhật duật. Ta đâu vô văn hóa như là thần trần giật. Không sao, theo anh luôn vui. Anh đổi từ đô la ra 200 thui. Em ra sơ cổ thay, không flex vẫn xinh. Em muốn ăn đồ Tây, đi Bắc Ninh. Anh bảo này, không biết là em đang ở đâu mà sao anh đi tìm không thấy.
kiếm em trên cầu giấy vì anh biết em muốn em ở đâu đây. Cứu em ra khỏi vòng tay của mấy thằng đã không biết tán gái. Không bao giờ làm em phải ưng mi trước lúc em ngáp buổi ban mai. Trong chung cư làm đồ ăn ung dung sao trứng cà chua cho em đền. Không cho em được ăn mừng tung em làm sao được mà anh bắt đền. Ngắm cây xanh dọc hồ hoàn cầu. Cuối tuần anh em lên đồ làm màu ở black hơn và nà thờ quỷ hệ chiến. Đêm xuân rượu anh đưa em đi ba. Hai nhân tình ca đập đàn guitar. Công bố đá bóng với cả bản VR. Dòng anh ở Nam Trung sao lô cả tàu FIFA. Nhấc iPhone gọi vừa sư tử. Ai Zimba với cái Zimba nhận. Nếu giường em mà có bị bẩn gọi thay ga cho nó thay ga. Ây flow chân chu như là chu chen. Thay có được phá như là Miley. Kêu lên quần em chơi lên đất nụ ghê. Em đổ nét là sai đi. Cô bán hàng tới người Hàn Quốc. Người Hàn Quốc nào lại khu Nam Đồng thôi thì cũng được. Nhưng không sao, anh đổi tờ đô la, em ra sớm cổ khay, bát phở em đầy tô, ăn hết mới kinh. Anh bảo này, anh không biết là em đang ở đâu mà sao anh đi tìm không thấy. Kiếm em ở trên cầu giấy thì anh biết em ở nấp ở đâu đây. Cứu em ra khỏi vòng tay của mấy thằng đã không biết tán gái. Không bao giờ làm em phải ưng mi trước lúc em ngáp buổi ban mai. Như nào nhá? Tìm em trong bóng đêm. Tìm em trong bóng đêm. Tìm em trong bóng đêm. Mà sao? Mà sao? 1, 2, 3. Tìm em trong bóng đêm. Tìm em trong bóng đêm. Tìm em trong bóng đêm. Mà sao? Mà sao anh thấy mơ? Vì sao? Ta đang là em, anh quay sang là anh. Giờ anh đang đánh game. Ở trên, ở đâu? Ngoài kia, người ta đang đứng xem. Họ xem em gì anh? Mồm em cứ hoang mang. Chửi anh, chửi gì? À, tìm em trong bóng đêm. Tìm em trong bóng đêm. Tìm em trong bóng đêm. Mà sao? Mà sao? 1, 2, 3. Từng là em chắc như thế nào. Hóa ra là em mà đúc nào. Lời em mà ra như tiêu khiển. Ngay sau anh chậm cảm như táo. Trong lúc anh đang đợi điện thoại, em ra trà sữa đập phá. Anh quay sang ra đi, em bảo là hưng cấu. Trong lúc tay ông ngựa anh hưng ngấu. Em đòi ngã ra lô anh ngấu để xin phép được chuyển tiền. Thì xin lỗi làm phiền lúc em bắt ngoại tình nguyễn hưng hoàn kiếm. Em chê nhà quê nhà bên của Long Biên chuyển vô duyên. Em chửi anh thô thiển, anh hưng dọa không chuyển, anh chém cho vô viện. Anh hưng dân số tài khoản trên tay còn anh sắp tiền trên gáy. Tìm em, let's go. Tìm em trong bóng đêm. Tìm em trong bóng đêm. Tìm em trong bóng đêm. Mà sao các bạn hát cùng tôi được không nhở? Tìm em bên này ấy. Tìm em bên này. Tìm em ở giữa. Mà sao? Mà sao anh thấy bơ? Tìm em giữa phố xa. Kiếm đâu ra cuộc tình dở hơi dở hôn ở khắp đông đa. Bố con kia nhìn anh giật mình vì tưởng là thấy bóng mà. Có khi anh tự bán vì là vì nghe em. 1, 2, 3. Naruto Bako. Từ ngày em ra đi anh bị Rasengan vào tim. Phòng trên con Amatera Suzuki anh nhớ. Bật chế độ vodka ây để làm em mỉm cười. Anh hết cha mana. Anh hưng gấu vừa xả một câu em Uchi. Ây về Thanh Hóa mở cầm đồ em quyết không. Về bỏ hip hop anh làm chú voi con bản đôn. Chê tìm em, let's go. Tìm em trong bóng đêm. Tìm em bên này. Tìm em bên này. Mà sao? Mà sao anh bồi dối? Tìm em. Tìm em trong bóng đêm. Tìm em. Tìm em trong bóng đêm. Tìm em. Tìm em trong ngõ quen. Mà sao? Mà sao anh thấy mơ? Tìm em. Tìm em. Tìm em. Mà sao? Mà sao anh thấy bơ? Vỗ tay. Xin cảm ơn, quá là tuyệt vời luôn. Này, các bạn gái đâu ấy nhở?
Anh có lời này dành cho các em. Anh không tìm được ai nhìn như một cô thiên thần ngoài em. Cứ luôn cầm lấy cái nắm tay, anh chỉ muốn được làm bạn của em. Nhìn em đi dạo chơi với nó mà anh lại thấy trong lòng mình ghen. 3, 2, 1. Anh không tìm được ai như một cô thiên thần ngoài em. Vẫn luôn cầm lấy cái nắm tay, anh chỉ muốn được làm bạn của em. Nhìn em đi dạo chơi với nó mà anh lại thấy trong lòng mình ghen. Insta anh có tận nhìn like nhưng sao chỉ chờ được một người xem. S cho sự si mê, E cho sự im lặng, M cho sự mê muội và P có nghĩa là phải làm. Nếu em là người yêu, anh sẽ chiều đến luôn em dừng. Biết cho em nhìn là thứ khi ngồi trong phòng với sự nữ. Hy vọng là các bạn sẽ thích bản remix này. Để cho em nhìn là thứ. Anh chỉ muốn được là thằng kia khi em đang bận đi chơi cùng ai đó. Nhìn em nơi chó anh cũng muốn được cùng em đến nuôi nó. Thế em trên nhạc anh cũng muốn được người ghen nghe theo. Nhạc em nghe như nhưng vì mê em mà anh lại mê nó. Vẫn luôn mong với vú bọn nó chốt thì anh cũng đợi xem. Anh gặp em lần đầu và thứ đầu tiên anh thấy là mắt em. Anh cố nhìn xuống dưới nhưng không hiểu sao cứ nhìn lên mắt em. Anh chỉ nhìn thấy mắt em, mắt em. Anh không tìm được ai nhìn như một cô thiên thần ngoài em. Vẫn luôn cảm thấy cái nắm tay anh chỉ muốn được làm bạn của em. Nhìn em đi dạo chơi với nó mà anh lại thấy trong lòng mình ghen. Insta anh có tất nhìn like chỉ chờ đợi. Let's go. S cho sự si mê, E cho sự im lặng, M cho sự mê muội và P có nghĩa là phải lòng. Nếu em là người yêu anh sẽ chiều đến mức em xinh hư. Để cho em nhìn là thứ khi ngồi trong phòng với sân hư. Nhìn ra ngoài cửa sổ cả thành phố đang sáng cùng nhau. Anh nhìn hàng trăm tòa nhà để đoán xem em đang đứng ở đâu. Chắc em đang ngồi ăn gà và em mải xem show K-pop. Em ấy mải xem show K-pop nhưng em xinh thì xinh thật. Em chọn con hiêu làm linh vật. Em thích ăn trứng muối phô mai và đi Nhật trong ngày sinh nhật. Em sờ móng tay hình gấu trúc, thế gắn mọi thứ với hạt tiêu. Lúc nào cũng đến trường đúng lúc, nhìn em cười ngại phát là yêu. Ok, đi ra ngoài sân và anh ngắm những vì sao. Anh tưởng tượng em cũng ở gần đây và ngắm những vì sao. Xong ra chuyện anh đang trong thông tin nào cùng nhau. Và em sẽ nhận ra suốt bao lâu nay mình nói chuyện hợp nhau. Nhưng thực ra ngoài đời em còn trẻ để ý. Đây là một bài kiểm tra đời mười mà em vẫn còn trẻ để ý. Anh nhảy hip hop ngày hôm qua ở trên trường vào sáng anh khai giảng. Nhưng em mãi buồn với cha nên em chẳng để ý. Còn anh để ý là anh không tìm được ai như một cô thiên thần ngoài em. Vẫn luôn cầm mấy cái nắm tay anh chỉ muốn được làm bạn của em. Nhìn em đi dạo chơi với nó mà anh lại thấy trong lòng mình ghen. Tìm được ai thì như một cô thiên thần ngoài em. Vẫn luôn cảm với cái nắm tay anh chỉ muốn được làm bạn của em. Nhìn em đi dạo chơi với nó mà anh lại thấy trong lòng mình ghen. Insta anh có tận nhìn like nhưng sao chỉ chờ đợi một người xem. Everybody C mê E cho sự im lặng, M cho sự mê muội và P có nghĩa là phải lòng. Nếu em là người yêu anh sẽ chiều đến mức em xinh hư. Vâng, xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Đây là Luigi tán gái. Các em gái lần sau nếu mà muốn được tôi tán thì hẹn show sau nhá. Mấy anh em tập thêm tán gái đây, hẹn mọi người. Xin chào các bạn.
tại đây. Các bạn có thể dành một tràng pháo tay cho ban nhạc màu nữa được không ạ? Và xin giới thiệu khách mời của tôi, Brian Evans. Anh thương người vì tụi em thích bay những ngày nghe nhạc của Dan Vogue. Và em không chê gì ra, kêu đi dễ bị chảy ra. Lên đồ và kiếm mà vụ phẹt hồi không chê ta tu mới sợ. Em chơi hip hop được vài năm, theo anh chắc mới được một năm. Tiền đã mất giá nên lên phong bộ để em phải chơi. Chắc không ai như trong đêm mai của em là mấy thanh niên hip hop chọn viên là hay. Chắc em bay rồi, lướt em bay em lại nhớ anh. Kiếm được một đống thằng làm của em, 9 giờ đặt chỗ nhà hàng Sen. Em say hơn mấy đoạn hàng bông, mẹ này là diều lại vừa là đàn đông. Em thấy anh trông mắt toàn người Tây, ngắm anh lông chắc khoảng 10 giây. Anh cầm đi sang khâu ban đấy, nhìn vào mắt em tiến vào bảo là vậy. Em không nên dịch quan tất cho anh ngoài kia, ra mặt tên nhà quê nên được cho em bét. Anh không chơi đúng Man Square như khi em nghe giọng anh trong đầu em tự anh mặc vest. Xong cái ta toàn thêm muốn phê. Họ làm anh và em trở thành tâm điểm. Bọn họ dí làm em uống thêm. Anh alo một cái hoặc phải luân chuyển. Yeah, một ly ngoại giao rồi ta gặp riêng biệt. Phòng trống chỉ cho người chơi sang chuyên nghiệp. Cởi hết phần quan trọng ra mần na dê toa. Gọi thêm bạn em rồi ta làm liên tiệc. Nhìn em cạnh anh bố xưa lại điên tiết. Nó say vì suy đổ bia tại đình liệt. Trong nguyên đêm này và ta trong duyên kiếp. Anh nghe xong tiếng giang em quên luôn thương biệt. Trong đêm nay em là mấy thanh niên hip hop chọn Vina hay. Chắc em bay rồi, lướt em bay em lại nhìn anh. Chắc chắc anh say rồi, phải lướt anh say anh lại nhìn em. Chuyện châu Âu như ra Canada, nghe à ba như sa la da da. Ra màn qua đưa em ăn đồ Á, nhưng em được pasta và lasagna. Đưa em nhảy đầm vào bóc buộc các bố, từ sau xa sau lưng bà cha ta. Công vu lại đừng gọi anh là bố, nhưng em cứ bám anh kêu cha cha cha. 2021 Hà Nội xong trên nhạc Việt, lâu chỉ vào Grand Sony đặc biệt. Người này đến một là dịch Covid, hai là bọn làm nhạc chán, tạm biệt. Spending fire, one and propane, missing fuck with agency. Like spend low, main light, total risk will be bomb in the whole game. One, two, chắc không ai như trong đêm nay. Của em là mấy thanh niên hip hop chọn Vina hay. Chắc em bay giờ, lúc em bay em lại nhìn anh. Chắc anh say giờ, vì lúc anh say anh. Chắc không ai như you trong đêm nay. Let's go. Của em là mấy thanh niên hip hop chọn Vina hay. Hey. Chắc em bay giờ, lúc em bay em lại nhìn anh. Hey. Chắc anh say giờ, vì lúc anh say anh lại nhìn em. Lưu Chi, Brian Evans. Chào MC con nhạc anh màu nước ơi. Xin giới thiệu khách mời tiếp theo, anh Thắng. Cảm ơn. Để sao lúc vui em bao giờ buồn, đang giận. Lúc lên em bao giờ buồn, đang giận. Nói chung anh chỉ là thua, anh thật. Với em anh chỉ là thua, anh thật. Nói em có nên dùng quá hay là nói chỉ nên dùng đủ em cần. Với em anh chỉ là thua, anh thật. Với em anh chỉ là gì nhỉ? Bạn thân, nghe này cuốn tới cùng lá cây. Nó chỉ là mê quá ngang xuống đây. Anh chỉ muốn nhớ nó say, đắm say. Em còn không muốn nắm tay. Anh nói anh nghe chuyện đắm cay. Người ta đi đó đây cùng gió bay. Em tìm anh chỉ khi nó muốn say. Rồi quá tay cơn giận vui rồi mà em sẽ bay. Em sẽ bay sao lúc vui em bao giờ buồn. Đang giận. Nói chung anh chỉ là thua. An thật. Với em anh chỉ là thua. An thật. Nói em không nên dù quá hai lần. Nói em chỉ nên dù đúng em cần. Với em anh chỉ là thua. An thật. Với em anh chỉ là đi tìm anh khi hơi toàn men. Em lại đi kê bên nó với anh ở trên con Audi đen. Hôm trước anh mang cây thông từ trên Vincom 3 chiếc buổi đêm. Thì
thì em tự nhiên ngồi cạnh lò sưởi xong rồi khóc lóc vì ghen. Anh đưa em mèo vì về lúc em buồn em thích nó. Đầu bếp anh làm thịt kiều lúc em buồn em thích nó. Em chơi trong biệt thự viên của anh để nỗi buồn vứt xó. Nhưng sáng hôm sau thức dậy thì cái nắm tay cũng không cho. Xong em lại đẩy anh đi ra xa, bỏ anh ở trong căn phòng toàn nhà của Frank Sinatra. Em quay lại ăn chơi với đám bạn ở Soho Tây, theo mấy thằng rapper ngoài đường uống bia trên hồ Tây. Sao em cứ đâm đầu vào mấy thằng con trai trong hood, nghệ sĩ nhà tập thể tuy bất cần nhưng nó cuốn hút. Rồi lúc nó chán em theo con khác thì anh lại phải đón em. Anh chán nghe chuyện drama nhưng vì em mà phải đón xem. Sao lúc vui em mà giờ cũng đang bận, let's go. Lúc quên anh mà giờ cũng đang giận. Nói chung anh chỉ là thua an thần, yeah. Với em anh chỉ là thua an thần, yeah. Nói em muốn yeah. Em dùng quá hai lần. Nói em chỉ đang dùng lúc em cần. Với em anh chỉ là thua an thần, whoa. Với em anh chỉ whoa. Là thua sao khi của em bao giờ cũng đang bận, lúc bên anh cũng đang giận. Em cứ đối xử với anh cứ như là thuốc an thần. Em friend zone như trong phim, anh như melatonin có chữ ở trên bàn phím. Hôm sau bị em xin, em yêu người khác xong kêu đấy là cách em yêu bản thân. Em lăn ra ốm vì thất tình, kêu đàn đang giảm cân. Anh phải lấy tiền, thêm lên tiền ghi rào của các em khác. Bây giờ đến mấy cũng không phá được tình bạn em mất sang. Xin giới thiệu khách mời tiếp theo anh Marihu. Từ ngày hôm qua không trời cánh cửa sổ đẹp lung linh bên ngàn tia nắng. Để ngày hôm nay không trời sáng mang cho mình tình tên anh em bên đường. Yeah, yeah. Bởi vì khi nắng mắt còn rơi, rồi. Khi bóng tối còn chơi vơi, wow. Khi ánh mắt nghỉ ngơi, yeah. Thao thức tan đi cho là khi em đến giấc ngủ say. Thao thức vẫn chờ theo mây cuốn đeo. Cause when you're not my babe, cause you're not my babe, cause you're not my babe, cause you're not my baby. Cause when you're not my babe, cause you're not my baby, girl, it's you. Let's go, let's go. 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 Yeah, thấy em nhìn lướt khi vào show, biết ngay là cả anh cần câu. Có người cả squad đang nhìn thâu, anh đó là không ai cứ được đâu. Baby girl, anh xin số, xong anh khuyến mãi một lượt flow. Anh đợi buổi sáng, anh cho em chờ lâu, xung quanh khu em nguyên một hàng dâu. Em ra cười ngại, không nói một câu, anh bỏ thoải mái đi với anh sao phải giấu. Tặng anh cho em bông hoa mai cho mới xấu, nhưng mày thế là mày tôn, không mà xin của em wow. Tại em cà phê pha, em thích bác xỉu, khiến anh buồn chả. Cầm đầy cá hồi, được rồi hơi suy người anh như tá là khi bộ cung nó trà đá. Nên anh lên Đà Lạt, phút tuổi cho được chiêu đề. Visa để ra tiêu đề. Em bảo anh là yêu ghê, bố con Airbnb thì nhìn siêu mê. Mặc cái con áo phao xin đi ngắm sao. Thăm ga trên đôi xong rồi tán nhau. Sau anh tưởng thu thêm thì còn chán đau. Cũng có một giới tình cảm để cho chúng nó chạm nhau. Cause no you love my babe, my babe. Cause you love my babe, my babe. Cause you love my babe, whoa. Cause you love my babe. Cause no you love my babe, whoa. Cause you love yeah. My babe. Cause it's you. Là gì? Là bởi vì từng dấu từng dấu từng dấu từng dấu từng dấu từng dấu sâu về bên làn gió cùng lời ca dấu vết ngày bơ vơ trong ánh mắt và em vẫn đang chào chào put your hands up bởi vì em vừa bao giấc mơ trốn sau anh từng dấu từng dấu từng dấu bởi vì là em mơ sau như gió vẫn gió bay xa đến trời anh đang chờ cho anh you now my babe cause you now my babe cause you now my babe cause you now my baby cause now you now
Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn anh Madihu, cảm ơn anh Thắng, cảm ơn Grand Evans vì mọi người đã đến đây. Người ta bảo về tao, chẳng phải hướng đến chân mỹ thiện. Còn origin nói rap phải truyền tải thông điệp, tao tôn trọng họ. Đồng ý những thứ đó đều đúng, nhưng cũng đâu có nghĩa là những thứ khác đều sai. Vậy thì sao nghe bé Cường anh em cứ cười mãi? Còn 5CT để 9X hút pin dài dài, chỉ là giải trí mọi người vui. Không hiểu thì tức, mày gọi là rác, nhưng tao gọi đấy năng lượng tích cực. Tin tao, ai cũng có một phần dở hơi trong mình, ai cũng có một phần trẻ trâu vẫn còn ở trong đó. Và kể cả người có học thức hay là người thông minh, cũng thỉnh thoảng muốn vứt não đi để nổi loạn vô lo. Nên tao thấy vui khi tao viết, tao làm tao tự cười. Punchline không giống ai, luôn sớt lúc còn tươi. Tao đã chọn sống với anh em giống như một người hiền, để tao được làm nhặt trên mai giống như một người điên. Nên tao không thích rap về chuyện kiếm tiền, vì tao không thích rap về chuyện hiển nhiên. Và tao không thích rap về chuyện công việc, nghe nó quá nghiêm túc, tao thì chỉ muốn chiến. Và tao không thích viết về chuyện cố gắng, ai cũng rap cố gắng thì ai cũng như nhau. Và tao không thích viết đam mê từ số 0, vì tao đã trải qua chuyện đấy, đấy là câu chuyện riêng của cuộc sống. Tao rời trường quay, bỏ khăn và bỏ mũ, tao bỏ con reel trên răng, bỏ đôi AF vào trong tủ. Tao tắt tạm wifi, xỏ dép tông mặc quần đùi hoa, đeo găng vào rửa bát sau khi tao ăn cơm với nhà. Và bố tao hiểu là kể cả tao nổi tiếng thì tao vẫn là tao, vẫn đi cọ toilet và dọn nhà. Tao mua thêm máy lọc khí, tivi mới, robot hút bụi nhiều tiền, nhưng vẫn không bù được thời gian công việc để tao ra. Thằng em tao buồn đổ một ngày, bằng tao rap một tháng, tao bắt nó phải bỏ sớm. Thôi nên tương lai đàng hoàng, biết đến đây mới nhớ ra cần bảo Dương Phi để anh góp tiền cao học cho em, không muốn mình em khác. Tao chỉ cần mua mỗi con BMW nếu tao giàu, để tiền còn lại khao anh em ăn những chỗ dáng cùng nhau. Mày có thể ghét lâu chi khi nhặt tao hòa mới, nhưng đúng mày ghét được Nguyễn Hoàng Long khi gặp tao ngoài đời. Ta ngồi xuống nói về chuyện công việc, nhiều điều thú vị ngoài những điều hiển nhiên. Và tao có thể nói về chuyện kiếm tiền, tiền không phải tất cả nhưng cũng là chuyện phiếm. Và tao cũng có thể nói về chuyện cố gắng, hồi mà đam mê là thế giới màu hồng. Nhưng tao chọn flex để được làm nghệ thuật, vì tao vui với nó, mày cũng hiểu đúng không? Vui để chiều với các bạn trong một ngày đẹp trời. Hy vọng là sẽ được gặp lại các bạn trong lần sau nhé. Đầu đi chiều, xin chào mọi người.
sợi. Tập face con real ở trong lần này, bố là vua ở trong hệ này. Lấy đầu tiền với cái mặt tán thì vẫn còn dán ở trên đệm mày. Chơi lần đầu tao không nhẹ tay, 29C1 phòng cháy cả máy. Muốn đường phê phải chi ngày nay, còn bách trăm triệu đi kèm giày. Nó nghe chuyện về tao xong nó ra nét bét xét. Nghe vơ chúng mày làm tao ngủ quên, đấy là ZZZ. Không tranh giải với mấy con gà và các rapper sinh viên. Tao mua cả beat của cái cypher, up lên 1, 2, 3, go. Tao vẫn ở đây chơi đùa, chúng số số nên hơi rùa. Tao không có hơi hùa, flex thật đống đá hệ thủy. Em phải ngạt đến tên thủy, dù tan kem chẳng tiền nhưng ngọng lờ nờ quỷ. Lại sân bay và đáo hạt, tay là còn tiền được 100 để mua được đôi giày. Tiền năm nay hơi dư giả, vẫn nâng lên future trước đấy đi quay. Ông nội tao làm thầy đồ, họ nói tao với truyền thần. Từ Đồng Xuân về Nam Đồng có đằng cháu trai đẹp trai nhà vận. Phòng giam may anh Tuấn, MCK ở Circle K. Gọi thêm Mess và Jean, bật Zenly đi chơi Hồ Tây. Dẫn lên Las Vegas Crew, phòng tập có buồn chỗ tích đức tích phúc. Hit the world, hưởng lòng từ các cụ. Ây, NTNTR, gọi cho tao từ chiều. Nirvana tại chợ quần áo, thôi anh tủ em còn nhiều. Anh để tiền thứ 7 tuần này, còn cà phê trà trà sữa bún đá. Cà phê sữa trà đá bún trà. Alo alo. Tao ký tao phan hai cặp ba hai em tây. Kẹt ba hai em ấy đi ăn bún đậu hạt khay. Thấy tao ngồi đếm tiền ở VTV Hà Tây. Ra Hà Trung mua vàng nó một chỉ tao cả cây. Dùng ba rồi đọc sách 5 lít một tháng. Em vụ em quay flex lại máy bay khi tao chèn măng. Chuyên gia tư vấn các chị em ở trên Tinder. Nếu em thích tập gym anh cho em làm một gymer. Rồi nhá. Yo yeah. Chú anh Phan. Tao giết là tác sao, tác là đánh, đâm là nhốt, đánh nhốt là đốt nhánh, đốt là thiêu, nhánh là ngành, thiêu cành là thanh kiều. Thank you everybody, welcome to the party. Buông vé số tao buông cả ký, khu cho mai chi và máy đi. Under the hood, không được bị cúp, đừng có lại nhảy, những cái này kia. Tao to iPhone nhưng lại văng tao như là cục gạch Nokia. Tăng ở tay, nhanh ở chân, EPNAM và hesitate. 1, 2, and I ain't gay. Don't try to fuck up the fun. Em you sweat, ruin it. Just is blue, drop it. If something cool, whoa. Outside your hole, I mean. On this low G, on CD, DVD, MPT, and TV. Có một side girl, she go return that. Lên thi đàn, ta vẫn vũ đang mosh with it. Cũng cảm nhận jazz song tàu hết ở quận 3. Tăng động và tao luôn trong đó. Bắt quẹt thầy bói xong bói đúng như tử vi. Năm nay tiền tao lên như gió. Vô cùng đa, em mới câu có. Nghe giọng tao lại u mê. Tao phải chuyển em sờn tay chết khoảng 2cm. Chờ phong bị buồn nhà và tư thế. Em mới đòi về trên anh ghế. Tao cho té như vật thế. Mới đang phế nhưng không nể ra skin. Bọn nó không biết tao ra giống tao giống như nào. Có ba đỉnh, đi ăn hủ tiếu cái bầu như đảo trình. Mềm ra ngâm đứa căng như là tình. Lắp ở em và fan anh gái bầu vào xem hàng với thả thình. Mày gửi em ấy bé hơn ba. Nhưng tao bảo là người thứ ba. Tao gửi em bé hơn bằng một tiếng sau mày bị đá. Mua SH phải mua hạ giá. Tập sổ đỏ rộ cơ chùa hà. Last fight hụ Boy Dreamers. Rap nhà làm nhau học đống đa. Dán đại giam tao dạng ra đáy. Em say hao tao hài gõ thai. Vì tao dạng tao ra đông đa. Ai sao đá đông kêu vẹn. Kêu nàng cho lên thiết đàn. Lấy biên bản cơ bản thư giãn của rap nhà làm. AP low G will do. Can see stay up again. They fuck with us and get. Chân đẹp như trăng rằm trung thu. Khách tỉ nhà như là phù lũ. Nhôm highlight màu vàng chủ phú. Biến tóc bạn thành Son Goku. Hôm nay tao làm nhạc bốc phét. Hôm sau làm nhạc deep đến đêm. 10 năm trước tao đi cứu nét. 10 năm sau tao kiểu rap game. Sợi. Các bạn ok không nhỉ? Ok. Ok. Cảm ơn anh Phan rất là nhiều.
Bài này gửi đến hai con poodle nhà tôi. Ok ok ok, và mấy con chó đấy ok, và bố mình bảo là ok, và mày không thích thì ok, tao chặt đá thì ok, dù tao đập phá thì thôi đi. Bố chia hai tiếng theo ra trong buồng cao ra ok 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 ok, và mấy con chó đấy ok, và bố mình bảo là ok, và mày không thích thì ok, sợ phụ cây là ok, tên thật của nó là ok, mày lại không biết là ok, để tao giải thích. Nếu không quen biết thì ok, còn nếu quen biết thì ok, còn nếu thân thiết thì kè kè, còn nếu không thích tao ca ca, mấy thằng nhà giàu bikata về nước tao rủ ra aha. Nó lại viết tắt KO, quá là tức, bố mình cũng quá là tức. Không giấu lại còn tin tốt, mấy con chó đi nét thì vứt. Cả cái rap kiệt này, thòng đong ngứa mồm lúc freestyle. Cứ nhớ từ mà không đủ cầu thì mồm lúc nào cũng đệm. Ok ok, bố mình bảo là ok, dù tao chặt đá thì ok. Còn phong nhà tao mà biết thông điếu thì lại quá là ok. Ok ok ok, và mấy con chó lại ok, và bố mình bảo là ok, và mày không thích thì ok. Ra làng lá thì ok, nhìn ra đường phá thì ok. Cái ngày thằng chí mà hết biến thái, everybody. Lướt trên mặt nước tao như cơn sóng, chân của tao còn dẻo khi Nike của tao đang phóng. Kể từ khi tao bắt đầu rap, không ai nào của tao không nóng. Năm mà chủ trong mình đi chết, gà đàn bà như Drake, em yêu anh thì em kiki. Lên giường tao kẹt chặt đọc sách, chân đi tour my MTV. Cả đời tao tao chết vì flex, đừng hỏi lô gì số căng. Có đăng ký vào Google, thầy rap tôi của năm. Đi một ngày vào ba, nếu không say thì tao lại không uống. Sau khi em vơm bóng, mông em lại cong xuống. Em phải hỏi cái cong đến nào để cho nó chuẩn. Anh tận tay đồ hông, em không tên nên anh bỏ cần. Tại sao ai cũng hỏi tại sao tao không đi rap nhỉ? Còn anh chỉ tao như điên, chỉ đơn giản vì rap tao quá tiện. Tao chờ tao là thứ nhất. Xong chiều mấy em gái thứ hai, mới đang chỉ mà muốn được chiều chiều qua đây. Ok ok ok, và bố mày bảo là ok, rồi tao chặt đá đi ok. Kể cả khi tao có chuyện thể loại, nó vẫn quá là ok. Bởi vì tao hiểu chuyện ok, không cần phải luyện nó ok. Giải thích được nó ok, nó ở trong máu tao ok. 1991, 140, 178, 174. Chuyện 100 triệu cho tao dạy là nhà mày rap sẽ ok. Tao đi một bên còn lại bên kia đừng đua. Tao đi một năm họ tự coi tao nhà vua. Tao ra một vơ dân tổ nhìn vào múa. Anh em dưới sân đi kiểu chân như càng cua. Tao đi một bên còn lại bên kia đừng đua. Tao đi một năm họ tự coi tao nhà vua. Tao ra một vơ dân tổ nhìn vào múa. Tôn trọng tất cả nhưng không thần tượng ai. Sau nhạc bánh chán lại đi một lượt like. Chỉ là tao láo có nghiên cứu. Tao chẳng làm gì tự nhiên nhạc tao chịu view. Thằng đi truyền thông, thằng chuyên đi chính thống. Thằng quan hệ fake dùng phốt để làm ăn. Tao chẳng làm gì chuyên tự ra một đống. Tao chỉ làm nhạc căng. Tao không quan tâm phê mày cao phê mày thấp. Có người cho follow, tao coi anh em thật. Chị em trong nhà tao toàn người đến sức sống. Họ cứ sống tình cảm lại vừa thích lắc hồng. Tao gọi là sai để cypher đông như cỗ. Ông bác sĩ điệp khi tao đâu có sổ. Một tay nắm cuộc sống, một tay bán hạt đỗ. Xong xuôi tao về chỗ bác ra bổ halo. Tao đi một bên còn lại bên kia đường đua. Tao đi một năm họ tự coi tao nhà vua. Tao ra một vơ dân tổ như vào múa. Anh em dưới sân đi kiểu chân như cầm cua. Tao đi một bên còn lại bên kia đường đua. Tao đi một năm họ tự coi tao nhà vua. Tao ra một vơ dân tổ như vào múa. Anh em dưới sân đi kiểu chơi mà dùng bơ cơ sở. Flex con air lên meter ngờ lờ. Nhà của tao còn nằm drop mass cầm ghét. Ghét nó nằm các em hàng máu như bơ cơ sở. Rapping bơ nờ lờ, nờ hơ giờ giờ. Tao không ai nhặt tao lên mơ tờ vơ. Hô đô lờ vơ với cả hơ vào mơ. Xong chửi ghét, 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 let's go. Thì tao kinh doanh riêng, tao tự buồn, tao tự thắng. Cắp lên là flow tao bán căng như trắng. Không cần 500, sao tao làm là mang thai. Nếu mỗi tờ để sinh đôi là tao hưởng và gia tài. Ba bài là đúng hoa, bên trà xuống ngày đi ngồi ba hoa. Vì hô thường có chặt đá. Nếu mình nhịn vip nên thì Lady Gaga. Mặc váy thì bỏ mà diss tao muốn sao mà hàng gà. Tao đi một bên còn lại bên kia đường đua. Tao đi một năm họ tự coi tao nhà vua. Tao ra một vơ dân tổ nhảy vào múa. Anh em dưới sân đi kiểu chân như càng cua. Tao đi một bên còn lại bên kia đường đua. Tao đi một năm họ tự coi tao nhà vua. Tao ra một vơ dân tổ nhảy vào múa. Anh em dưới sân đi kiểu chân như càng cua.
cầm cua. Mikey by the flip, low to the G, from the 1 to the 3, say low. Low. Ok, hẹn gặp các bạn lần sau.